Vừa qua, báo Điện tử Tầm Nhìn có bài phản ánh về việc có hay không việc bao che cho vi phạm của hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thành Tân, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trong bài viết nêu rõ, việc tố giác đối với ông Nguyễn Mạnh Thắng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thành Tân đã lợi dụng chức vụ của mình để làm trái một số quy định của pháp luật. Cụ thể như việc trừ tiền lương của giáo viên, nghỉ dạy có lý do như ốm đau, tai nạn, phạt tiền người lao động, việc thu chi tiền dạy thêm, học thêm không rõ ràng, rành mạch. Thu tiền của học sinh các khoản thu sai quy định, thu chi tài chính trong nhà trường sai mục đích. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, Thịnh Bích, Lip Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Big Group. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên đã có buổi làm việc với huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Tại trụ sở, ông Nguyễn Văn Mạnh, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy cho biết, nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Mạnh Thắng là đúng. Sau khi xem xét, ủy ban kiểm tra huyện ủy đã có văn bản số 94 ngày 10 tháng 7 năm 2019 về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Mạnh Thắng, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thành Tân. Văn bản nêu rõ, năm học 2017-2018, với cương vị của mình, ông Thắng đã không làm tròn vai trò, trách nhiệm của mình để xảy ra việc thu chi không đúng quy định 121 triệu đồng. Trong đó không thực hiện việc làm hồ sơ thanh toán chế độ bảo hiểm cho 3 giáo viên khi nghỉ dạy do tai nạn, ốm đau theo điều 116 và điều 128 Bộ luật Lao động. Thu tiền thực hiện kế hoạch nhỏ không đúng quy định. Thu tiền dạy thêm, học thêm, nhưng không tổ chức dạy đủ số buổi theo kế hoạch. Việc này, ông Thắng đã vi phạm Điều 7, Thông tư 17 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và vi phạm Điều 7, Quyết định số 2381 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Văn bản nêu rõ, ông Nguyễn Mạnh Thắng đã vi phạm Điểm 1, Mục 1, Quy định số 47 ngày 1 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Vi phạm của ông Thắng là nghiêm trọng, làm giảm uy tín cá nhân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác. Trước những vi phạm ông Thắng, Đảng ủy xã Thành Tân đã thi hành kỷ luật đối với ông Thắng bằng hình thức cảnh cáo. Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành cũng ra quyết định số 2573 về việc kỷ luật ông Nguyễn Mạnh Thắng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thành Tân với hình thức cảnh cáo, vì ông Thắng đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về công tác, quản lý, sử dụng các khoản thu chi ngoài ngân sách. Tuy nhiên, điều khiến dư luận bức xúc là việc mặc dù ông Nguyễn Mạnh Thắng đã bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt đảng và chính quyền, nhưng ông Thắng vẫn bình an vô sự khi vẫn là bí thư chi bộ và hiệu trưởng nhà trường. Điều này đặt ra câu hỏi, phải chăng có sự bao che cho những vi phạm của ông Thắng và việc kỷ luật đối với ông Thắng chỉ là làm cho có. Từ khi tôi gửi đơn tố giác đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thành Tân, cho đến thời điểm này, tôi vẫn chưa nhận được cái văn bản trả lời chính thức nào từ phía các cơ quan có thẩm quyền, ủy ban như ủy ban nhân xã, phòng giáo dục đào tạo huyện Thạch Thành và huyện ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành. Và cái thông tin tôi chỉ nghe được bên phía bên ngoài. Tức là cái hình thức kỷ luật đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng là cảnh cáo. Thì với cái hình thức kỷ luật này mà tôi nghe được bên ngoài thì tôi thấy đã mới chỉ xử lý được đúng người chứ chưa được đúng tội. Kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục giải quyết và xử lý đúng người đúng tội. Để hiểu rõ sự việc về mặt pháp lý, phóng viên đã có buổi làm việc với luật sư Trần Thanh Sơn, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Luật sư Trần Thanh Sơn cho biết, theo khoản 3 điều 2 nghị quyết số 102 của Ban chấp hành Trung ương Đảng quy định, 3 là khi xem xét xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu phê bình và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm vi phạm hậu quả gây ra,
mục tiêu và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Theo chúng tôi, sự việc vi phạm xảy ra là rất nghiêm trọng, có dấu hiệu hình sự, do đó cần phải tạm đình chỉ chức vụ để làm rõ các sai phạm nêu trên. Với những chi tiết được nêu, nhận thấy hành vi trên của ông Thắng có dấu hiệu vi phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự, hoặc tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ theo điều 357 Bộ luật hình sự. Trong đó, Bộ luật hình sự quy định người nào vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà vụ lợi mà lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của tổ chức cá nhân thì có thể phạm vào một trong hai tội vừa nêu. Trường hợp này thiệt hại đối với cá nhân và học sinh số tiền vượt quá trên đã 10 triệu đồng. Do vậy cần có dấu hiệu đã có dấu hiệu phạm tội, cần phải được làm rõ ông Thắng có vụ lợi hay không, hay vì động cơ cá nhân hoặc làm trái công vụ này hay không, và nếu có yếu tố khác để cần làm rõ. Khoản 1 điều 27 luật tố cáo năm 2018 quy định, trong quá trình tiếp nhận xử lý tố cáo, nếu thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ tài liệu đến cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. Như vậy, theo quy định tại luật tố cáo thì có dấu hiệu của tội phạm, chưa có kết luận nào có vi phạm hay không thì cơ quan giải quyết tố cáo phải chuyển ngay sang cơ quan điều tra để làm rõ. Nếu cơ quan tố tụng xác định đầy đủ các yếu tố của tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành vụ thì nếu có thể bị phạt cải tạo không giam giữ 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Trong trường hợp xác định tội phạm lạm dụng quyền trong thi hành công vụ thì có thể phạt tù từ 1 năm đến 7 năm. Như vậy, có thể khẳng định những vi phạm của ông Nguyễn Mạnh Thắng là có dấu hiệu hình sự, cần phải được cơ quan chức năng huyện Thạch Thành cũng như tỉnh Thanh Hóa làm rõ. Để xảy ra sự việc, trách nhiệm có thuộc về người đứng đầu ngành giáo dục huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa hay không? Và việc xử lý trách nhiệm đó như thế nào? Truyền hình Báo Điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.